Thưa quý vị, vào ngày 8 tháng 10, lễ biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, vinh danh công dân thủ đô ưu tú năm 2024 đã diễn ra tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô. Tại buổi lễ, thủ đô Hà Nội đã vinh danh 10 công dân thủ đô ưu tú và trao danh hiệu tặng hoa chúc mừng 70 cá nhân đại diện cho gần 700 người tốt việc tốt tiêu biểu. Trong buổi lễ này, đại diện cho 700 tấm gương người tốt việc tốt, thầy Nguyễn Xuân Khang, chủ tịch hội đồng trường Marie Curie, người nhận nuôi tất cả trẻ em may mắn còn sống sau vụ lũ quét tại thôn Làng Nù, tỉnh Lào Cai, đã khiến nhiều người trong khán phòng xúc động. Chia sẻ tại buổi lễ, nhà giáo Nguyễn Xuân Khang nói, bão số 3 đã để lại rất nhiều thiệt hại cho bà con nhân dân phía Bắc, trong đó có thôn Làng Nù thuộc xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai, khi trận lũ quét đã gần như xóa sổ ngôi làng này chỉ trong giây lát. Nhiều người chỉ 5 phút sau đã mất hết cả người thân và hàng xóm. Đáng thương đặc biệt là những em nhỏ phải chịu cảnh mồ côi cha mẹ. Là một nhà giáo, khi chứng kiến thảm cảnh đó, thầy Khang rất mong muốn các em nhỏ tại Làng Nù được tiếp tục đi học, không một em nào phải bỏ học. Vì vậy, thầy có ý định nuôi tất cả các em còn sống sót sau đợt lũ quét. Cách đây một tuần, đoàn đã đến tận nơi, từng nhà, từng trường ở Làng Nù. Xót xa là các cháu mất nhiều lắm, thực sự rất đau xót. Thầy Khang đã lập được danh sách 22 cháu, trong đó có 12 bé gái, 10 bé trai, cháu bé nhất 3 tuổi đang học mẫu giáo và cháu lớn nhất 17 tuổi đang học lớp 12. Thầy quyết định nuôi tất cả các cháu đến khi trưởng thành. Thầy Khang cũng chia sẻ về việc bản thân tuổi đã cao, mong sống được nhiều thêm một chút để chứng kiến tất cả các con trưởng thành. Nếu không được như vậy, thầy ra đi sớm hơn thì đã có các con, cháu và đồng nghiệp trong trường Marie Curie sẽ thực hiện ước nguyện của thầy cho đến khi em bé nhất trưởng thành. Trong lúc chia sẻ những điều này, thầy Khang đã rưng rưng nước mắt. Vị lãnh đạo trường Marie Curie cho biết thêm, ông cũng rất xúc động trước hình ảnh Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ngay khi biết tin thôn Làng Nụ xảy ra thảm họa đã đến tận nơi, xắn quần lộn giữa bùn đất. Chúc đồng bào và cán bộ địa phương, Thủ tướng đã hạ lệnh phải khôi phục Làng Nụ, ổn định đời sống bà con trước ngày 31 tháng 12. Thưa quý vị, nhà giáo Nguyễn Xuân Khang từ lâu đã được nhiều người biết đến với những dự án thiện nguyện có giá hàng tỷ đồng gửi đến thầy và trò vùng cao, như chương trình Một vạn cây xanh cho mèo vạc, dạy tiếng Anh cho học sinh mèo vạc. Vừa qua, thầy Khang cũng đã quyết định đầu tư một ngôi trường trị giá 100 tỷ đồng triển khai tại Mèo Vạc, Hà Giang, với mong muốn trẻ em vùng cao được học tập trong môi trường tốt nhất. Thưa quý vị, Thủ tướng vừa ký quyết định tặng bằng khen cho 3 cá nhân thuộc tỉnh Lào Cai có thành tích xuất sắc trong phòng chống khắc phục hậu quả cơn bão số 3. 3 cá nhân này gồm ông Ma Xeo Chứ, trưởng thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, ông Hoàng Văn Diệp, trưởng thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, ông Châu Văn Trung, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Hung, huyện Bát Sát. Đây là những cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác phòng chống và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn khắc phục hậu quả cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 9, trên địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra mưa lớn, nước trên các sông suối dâng cao, gây lũ quét, sạt lở đất đá, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của nhân dân. Với tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu tại các khu dân cư, 3 cá nhân đã chủ động, tích cực trong việc chỉ đạo nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, kịp thời di rời đến nơi an toàn, tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng trong việc khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại địa phương. Trong đợt mưa lũ vừa qua, với tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, quyết đoán của ông Ma Xeo Chứ, trưởng thôn Kho Vàng đã vận động thuyết phục 17 hộ dân với 115 nhân khẩu đồng thuận di chuyển lên khu vực an toàn, dựng nhà bạt tạm để tránh trú. Việc này tránh được thảm họa sạt lở đất xảy ra vào ngày 10 tháng 9 tại thôn, làm 6 ngôi nhà bị hỏng hoàn toàn, 15 ngôi nhà bị hư hỏng nặng. Ông Hoàng Văn Diệp, trưởng thôn Làng Nủ đã tích cực phối hợp chỉ dẫn, hỗ trợ các lực lượng chức năng tìm kiếm người dân thôn Làng Nủ mất tích, lo hậu sự cho những người xấu số được tìm thấy. Sau trận lũ quét xảy ra tại thôn Làng Nủ khiến 37 ngôi nhà bị xóa sổ, gần 100 người thiệt mạng và mất tích. Ông Châu Văn Trung, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Hung, với vai trò trưởng ban chỉ huy và tìm kiếm cứu nạn xã Mường Hung, đã quyết định kịp thời chỉ đạo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể trong công tác ứng phó với ảnh hưởng của bão số 3. Đặc biệt sáng ngày 9 tháng 9, sau khi nhận được thông tin trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Bát Sát có nguy cơ sạt lở, bản thân ông Trung đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, sau đó đánh giá tình hình và kịp thời báo cáo lãnh đạo huyện di chuyển khẩn cấp 130 học sinh và 11 giáo viên đến nơi an toàn, cách khu vực nhà trường khoảng 500 m trước khi khu bán trú bị sập hoàn toàn. Vâng, thưa quý vị, với tinh thần trách nhiệm và uy tín của người đứng đầu tại cơ sở, 3 cán bộ xã thôn kể trên đã chủ động, tích cực trong việc chỉ đạo nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, kịp thời di rời đến nơi an toàn, tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng trong việc khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại địa phương.
Và để quý vị có thể hiểu rõ hơn những quyết định kịp thời của các cán bộ xã thôn đã cứu sống người dân như thế nào, ngày hôm nay chúng tôi đã kết nối với ông Châu Văn Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Hung, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai, người đã quyết định di chuyển khẩn cấp 130 học sinh và 11 giáo viên đến nơi an toàn. Xin mời trường quay kết nối. Vâng, lời đầu tiên thì cho phép những người làm chương trình chúc mừng ông đã nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong phòng chống khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Trước tiên thì ông có thể chia sẻ cảm xúc của ông lúc này như thế nào khi nhận được vinh dự này không ạ? Hiện nay thì đối với bản thân tôi thì tôi cũng rất là vinh dự khi được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Thì tôi thấy là đây là cái sự ghi nhận của không những cá nhân tôi mà tất cả mọi người trong công tác phòng chống bão lũ và khắc phục hậu quả cơn bão số 3 vừa rồi. Thì đây là cũng có thể nói là cái niềm vinh dự của xã Mường Hung. Thì chúng tôi cũng đã thực hiện những cái nội dung mà kịp thời để đảm bảo cái thiệt hại thấp nhất đến cho bà con nhân dân. Vâng, và để quý vị khán giả có thể hiểu rõ hơn về quá trình ông trực tiếp xuống hiện trường để sơ tán khẩn cấp 130 học sinh và 11 giáo viên khỏi nơi có nguy cơ sạt lở cao và có thể ảnh hưởng đến tính mạng, ông có thể chia sẻ khoảnh khắc cân não và có quyết định kịp thời như vậy được không thưa ông? Và đối với khu vực trường cấp 3 thì là nằm trên vị trí là trên sườn đồi, và trên địa bàn xã Mường Hung thì tại cái thời điểm mà xảy ra mưa bão thì ra là trên địa bàn xã cũng như là các khu vực này cũng đã xảy ra mưa trên diện rộng là nhiều ngày. Đấy, tuy nhiên thì đến sáng ngày 9 thì khi mà đất và nước ở trên đồi thì nó mưa cục bộ nhiều hơn và nó ngấm đầy đủ đất rồi, thì xảy ra trên địa bàn xã thì cũng đã xảy ra rất là nhiều sạt lở ở nhiều nơi chứ không chỉ nguyên khu vực trường cấp 3 này. Và chúng tôi cũng đã kịp thời là đi kiểm tra từng khu vực một, và đồng thời là có cái việc đánh giá nếu cái trường hợp mà lúc đấy mà tiếp tục ở lại thì chắc chắn là sẽ có thương vong về người sẽ xảy ra ở khu vực nhà trường. Thì khu này là cái nền địa chất thì nó không ổn định và đất đá thì vẫn tiếp tục sạt lở trên khắp các đường đi, mà thậm chí là cái đường vào trung tâm xã chúng tôi là cũng bị sạt lở và bị chia cắt mất 3 ngày thì mới có thể là thông đi bộ được, mà còn đến lúc là mất tầm 5 ngày hôm sau thì mới có thông được đường ô tô đi tới được. Mà đối với địa bàn vùng núi cao như chúng tôi ấy, thì công tác cái việc là sạt lở đất cũng như là lũ quét lũ ống thì cũng rất là có nguy cơ cao và xảy ra trên địa bàn. Và để đánh giá được cái việc là cái thiên tai về cái sạt lở đất ấy, thì nó gần như là không có một cái sức mạnh nào có thể chống chịu lại được. Và quan điểm của chúng tôi là khi sạt lở thì như chúng ta đã biết thì sạt lở sẽ vùi lấp hoàn toàn, và nếu mà có người ở đấy hoặc là bất cứ tài sản gì thì nó cũng khi sạt lở đi qua thì nó sẽ đều vùi lấp 100%. Chính vì vậy là cái việc là quyết định quyết đoán và để di chuyển ngay lập tức thì cái việc này là chúng tôi là thực hiện là ngay, chứ không có cái việc chần chừ hay là gì cả. Bởi chúng ta xác định là việc là nếu xảy ra thì sẽ không còn bất cứ một cái gì cả, nên chúng tôi sẽ phải quyết định ngay lập tức để di chuyển ngay. Vâng, và trong lúc nguy cấp như vậy thì tâm lý của các em học sinh, giáo viên như thế nào ạ? Chính quyền xã đã làm như thế nào để có thể chỉ đạo sơ tán, bảo toàn tính mạng của hơn 140 học sinh, thầy cô trong hoàn cảnh cấp bách như vậy thưa ông? Đối với các em học sinh ấy, thì khi mà tôi trực tiếp lên đến đấy thì nghe đồng chí hiệu phó có báo cáo lại thì và xem xét đánh giá tình hình, thì lúc đấy là nhà trường thì cũng đã rất là lo lắng trong cái việc là nếu tiếp tục ở lại thì có đảm bảo nguy cơ an toàn cho học sinh hay không. Thì cũng các em học sinh thì lúc này thì cũng đã tất cả là phải đứng lên hết và rất là tâm trạng thì cũng khá là lo lắng. Tuy nhiên thì khi chúng tôi lên thì chúng tôi cũng đã có việc cùng với nhà trường và giáo viên học sinh, giáo viên thì cũng đã trấn an các em học sinh và đồng thời thì cũng hướng dẫn rồi là phân luồng ra để cho các em học sinh là có thể là di chuyển đi một cách an toàn, cũng như là chuẩn bị những cái sang cái nơi mà tránh trú ấy, để các em đảm bảo làm sao mà không phải là nơi mà mất an toàn. Thì sau khi chuẩn bị rồi là chỉ đạo công tác làm công tác tư tưởng thì tất cả các em học sinh thì cũng rất là chấp hành và thực hiện là di chuyển theo đúng cái hướng dẫn của lãnh đạo xã cũng như là nhà trường. Trên địa bàn xã chúng tôi thì đã thực hiện là các quan điểm chỉ đạo rồi là các văn bản của chỉ đạo từ cấp trên, từ tỉnh, từ huyện xuống, thì chúng tôi thực hiện là công tác phòng chống bão lũ này theo phương châm là 4 tại chỗ. Đấy, chính vì vậy là chúng tôi đã thực hiện là rất là chủ động trong công tác là phòng chống, đồng thời thì
chúng tôi cũng đã có cái việc là lên phương án cũng như là lập kế hoạch trước trước bão, đồng thời là đến lúc là trong bão thì chúng tôi cũng đã nhờ cái việc là xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng trường hợp xảy ra, thì chúng tôi cũng đã rất là chủ động trong cái công tác là di chuyển các em học sinh. Đồng thời thì đối với trên địa bàn xã chúng tôi thì cũng đã chuẩn bị các nhu yếu phẩm để có thể kịp thời tiếp tế cho các em học sinh. Chính vì vậy mà khi chuyển các em học sinh sang nơi tạm trú ấy, thì cái công tác nhất là về an sinh rồi là sinh hoạt của các em học sinh thì đương nhiên là nó không thể được như ở bên nhà trường. Tuy nhiên thì công tác đảm bảo cho các em học sinh ngay từ ban đầu thì chúng tôi cũng đã được tập trung chỉ đạo và đảm bảo cho các em học sinh là cái sinh hoạt cũng như là ăn nghỉ thì cũng đảm bảo an toàn để có thể là vượt qua lúc khó khăn nhất trong mưa bão. Vâng, cơn bão số 3 đi qua đã để lại thiệt hại nặng nề cho các tỉnh vùng núi phía Bắc, đặc biệt là các xã vùng sâu vùng xa. Vậy thì ông chia sẻ kinh nghiệm phòng ngừa thiên tai đi qua như thế nào ạ? Và ông có kiến nghị gì với các cấp ngành trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai, từ đó thì giúp cho người dân sớm ổn định cuộc sống thiên tai thưa ông? Vâng, đối với đầu tiên là chúng tôi là cái có thể nói là cảm xúc thì cực kỳ là nó là may mắn mà khi chúng ta đã cùng với lại chính quyền cũng như là nhà trường đã di chuyển các em ra khỏi cái khu vực an toàn. Thì đối với các cơ sở vật chất thì tôi thiết nghĩ là đầu tiên là cứ an toàn là trên hết, con người là quan trọng nhất. Cơ sở vật chất thì đối với các dãy phòng học của các em học sinh rồi là cái khu vực nhà bán trú đấy thì cũng đã được, đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng đã có cái công tác khắc phục ban đầu và đến ngày 25 tháng 9 thì cũng đã đưa học sinh quay trở lại nhà trường học. Thì về cái cơ sở vật chất thì hiện nay thì nhờ có sự quan tâm của tỉnh, các sở ngành rồi là huyện ủy, ban nhân dân huyện Bát Sát thì cơ bản hiện nay thì cũng đã chúng tôi có cái việc là khắc phục ban đầu và các cơ sở vật chất thì cũng đang được trang sắm để đảm bảo cái việc học tập tốt nhất cho các em học sinh. Khi mà đã được các chỉ thị của các cấp trên này, rồi là qua các phương tiện thông tin đại chúng, thì đầu tiên là chúng ta cần phải quán triệt sâu sắc đến toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn nắm được là cái việc là những cái nguy cơ có thể xảy ra trong mưa bão. Đồng thời thì phải làm tốt công tác tuyên truyền vận động đến từng hộ gia đình, rồi là các những cái vị trí mà có nguy cơ sạt lở thì chúng ta cần phải có cái việc là cảnh báo sớm, cũng như là thực hiện là nghiêm túc trong cái việc là công tác phòng chống bão lũ. Và đặc biệt là đối với các trường hợp mà có nguy cơ sạt lở thì chúng ta phải cương quyết, dù là kể cả có thể là phải cưỡng chế hay như thế này kia thì chúng ta cũng phải làm hết sức là sát sao, thì như thế thì tôi nghĩ là sẽ hạn chế được những cái rủi ro trong những lúc thiên tai. Bởi lẽ là thiên tai khi đã xảy ra thì không thể lấy lại được và không thể làm lại được. Chúng tôi rất là mong là chính phủ rồi là các bộ ngành trung ương thì tiếp tục quan tâm đến các địa phương, đặc biệt là những cái khu vực mà có nguy cơ sạt lở, để có những cái dự án xây dựng những cái khu vực mà cho người dân có thể là di chuyển ra những cái nơi an toàn, ví dụ như khu tái định cư, thì để mà giảm thiểu những cái thiệt hại có thể xảy ra trong thiên tai. Như thế thì đời sống của người dân thì sẽ được đảm bảo hơn và đỡ lo lắng hơn trong những cái mùa mưa bão. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông đã chia sẻ thông tin cho chúng tôi. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, tại xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, khi người dân vùng trồng đào ở địa phương này vẫn chưa thể khắc phục được những hậu quả nặng nề do cơn bão số 3 Yagi, thì lại phải gánh chịu thêm những thiệt hại nặng nề do con người gây ra. Chỉ trong một đêm, hơn 300 gốc đào, ước tính trị giá hàng tỷ đồng của 28 hộ dân tại thôn Phù Trì bị kẻ gian phá hoại. Những vườn đào tan hoang, nhiều thân cây đào bị xé toạc, mất mát về vật chất khiến người nông dân không khỏi suy sụp. Vâng, thưa quý vị, đây là vườn đào của anh Nguyễn Mạnh Cường, thôn Phù Trì, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Và sáng mùng 5 tháng 10, gia đình anh không khỏi bàng hoàng khi phát hiện hàng loạt cây đào trong vườn nhà mình bị chặt phá, cây thì bị xé ngang thân, cây thì bị bẻ cành, thậm chí có nhiều gốc đào đã được đánh số, nhận tiền cọc của khách nhưng cũng không thể thoát khỏi bàn tay của kẻ xấu. Cành bị gãy, cây không còn nguyên vẹn, chắc chẳng khách nào mua. Mỗi một cây đào bán ra thị trường, Tết Nguyên đán có thể thu về từ 3 đến 6 triệu đồng. Có những gốc đào quý có khách đặt hàng chục triệu đồng. Người dân phải mất nhiều năm mới có thể trồng được một cây đào giá trị đó. Thế nhưng giờ đây có lẽ những cành đào này chỉ còn có thể đem đi làm củi.
Theo ghi nhận của chúng tôi, có đến 28 hộ dân bị kẻ gian đột nhập và phá hoại, ước tính thiệt hại hơn 1 tỷ đồng. Đợt bão số 3 Jaki vào đầu tháng 9 vừa qua, hàng trăm hecta với hàng nghìn gốc đào đã bị chết khô do ngập úng. Kiếp nạn cũ chưa qua, nay lại thêm kiếp nạn mới. Người dân hy vọng có thể gỡ gạc lại vào dịp Tết, nhưng đến nay lại hoàn toàn tuyệt vọng. Với những hộ dân may mắn chưa bị kẻ xấu phá đào thì cũng vô cùng hoang mang, lo lắng, phải dựng lều ở vườn để canh giữ ngày đêm. Thì dân bình thường thì vẫn ra đồng làm bình thường, thì hôm tối mùng 4 dạng ngày mùng 5 tức thứ bảy, sáng thứ bảy vừa rồi 5 tháng 10 thì là một số hộ đi ra ruộng thì thấy người ta bẻ, lúc đấy là tầm 5 rưỡi sáng là thấy những các cành đào là rụng ở dưới gốc, thì là đi dẻo thì phá hết một cái bãi đấy rộng khoảng 10 mẫu, nhưng mà không phải là nó vặt hết, mà nó vặt nó cứ đi đến đâu là nó vặt đến đấy, đủ các loại đào, từ đào cành đến đào huyền đến nhưng mà đại đa số là dòng đào đào thế, đào là mua gốc của trên rừng các tỉnh Tây Bắc về xong là ghép xong mà uốn. Có những gốc đào bán tầm 20-25 triệu, còn từ 3 đến 6 triệu, còn từ 3 đến 6 triệu. Tất cả là 28 hộ bị bẻ. Ước tính đếm thực tế là 344 gốc, 28 hộ gia đình bị bẻ. Các cơ quan chức năng, công an của huyện, công an của xã đang phối hợp điều tra cho nhân dân. Nhân dân thì vừa rồi đã bị 50 hecta là bị ngập vừa rồi rồi, hàng nghìn cây đào của dân là vừa rồi là bị ngập hỏng hết rồi, bây giờ củi cũng không ai người ta lấy, bị ngập lụt là đã mất 70% đào bị ngập chết rồi. Dân là rất bức xúc, bây giờ này lại phá như này là dân bức xúc, bây giờ là lại phá hại này, dân hoang mang. Nhiều gia đình bây giờ còn lại gia đình nào không bị bẻ là bây giờ phải nằm lều để ngủ để trông. Cũng mới được công nhận cái ô cốp 4 sao về làng đào truyền thống, 80% là dân dòng đào, mà số lượng đào là hàng trăm héc cơ, cây đào nó cũng rất giá trị. Kinh tế của thôn thì mới năm trở lại đây là kinh tế rất phát triển, vì nhờ có cây đào mà nhân dân. Thưa quý vị, trong vụ việc này có nhiều giả thiết đã được đặt ra về nguyên nhân khiến cho hàng chục vườn đào của các hộ dân bị phá. Chính quyền địa phương nhận định đây là hành vi phá hoại, tuy nhiên vẫn chưa thể khẳng định nguyên nhân cụ thể. Chính quyền địa phương vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, nhanh chóng tìm ra thủ phạm và có hướng giải quyết cho người dân. Quý vị có thể thấy rằng, theo chia sẻ của ông Nguyễn Trung Hiếu, trưởng thôn Phú Trì, người dân vô cùng bức xúc và suy sụp khi cây trồng của họ bị phá hoại. Và nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nóng 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị cũng vào khung giờ này ngày mai.